Thiên tử nên biết, đã thấy bố thí ba la mật đa là như huyễn, như hóa, như mộng, đã thấy tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự. Bát nhã ba la mật đa là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của bố thí ba la mật đa vân vân là không. Thiên tử nên biết, đã thấy bốn tịnh lự là như huyễn, như hóa, như mộng, đã thấy bốn vô lượng, bốn định vô sắc là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của bốn tịnh lự vân vân là không. Thiên tử nên biết, đã thấy tám giải thoát là như huyễn, như hóa, như mộng, đã thấy tám thắng xứ, chín định thứ đạ, 10 biến xứ là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của tám giải thoát vân vân là không. Thiên tử nên biết, đã thấy bốn niệm trụ là như huyễn, như hóa, như mộng, đã thấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của bốn niệm trụ vân vân là không. Thiên tử nên biết, đã thấy pháp môn giải thoát không là như huyễn, như hóa, như mộng, đã thấy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của pháp môn giải thoát không vân vân là không. Thiên tử nên biết, đã thấy năm loại mắt là như huyễn, như hóa, như mộng, đã thấy sáu phép thần thông là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của năm loại mắt vân vân là không. Thiên tử nên biết, đã thấy 10 lực của Phật là như huyễn, như hóa, như mộng, đã thấy 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của 10 lực Phật vân vân là không. Thiên tử nên biết, đã thấy pháp không quên mất là như huyễn, như hóa, như mộng, đã thấy tánh luôn luôn xả là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của pháp không quên mất vân vân là không. Thiên tử nên biết, đã thấy tất cả pháp môn Đà La Ni là như huyễn, như hóa, như mộng, đã thấy tất cả pháp môn Tam Ma Địa là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni vân vân là không. Thiên tử nên biết, đã thấy trí nhất thiết là như huyễn, như hóa, như mộng, đã thấy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của trí nhất thiết vân vân là không. Thiên tử nên biết, đã thấy thanh văn thừa là như huyễn, như hóa, như mộng, đã thấy độc giác thừa, vô thượng thừa là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của thanh văn thừa vân vân là không. Thiên tử nên biết, đã thấy dự lưu là như huyễn, như hóa, như mộng, đã thấy nhất lai bất hoàn a la hán là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của dự lưu vân vân là không. Thiên tử nên biết, đã thấy dự lưu hướng, dự lưu quả là như huyễn, như hóa, như mộng, đã thấy nhất lai hướng, nhất lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, a la hán hướng, a la hán quả là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của dự lưu hướng, dự lưu quả vân vân là không. Thiên tử nên biết, đã thấy độc giác là như huyễn, như hóa, như mộng, đã thấy độc giác hướng, độc giác quả là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của độc giác vân vân là không. Thiên tử nên biết, đã thấy Đại Bồ Tát là như huyễn, như hóa, như mộng, đã thấy Tam Miệu Tam Phật Đà là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của Đại Bồ Tát vân vân là không. Thiên tử nên biết, đã thấy pháp của Đại Bồ Tát là như huyễn, như hóa, như mộng, đã thấy quả vị giác ngộ cao tột là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của pháp Đại Bồ Tát vân vân là không. Thiên tử nên biết, đã thấy bậc cực hỷ là như huyễn, như hóa, như mộng, đã thấy bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của bậc cực hỷ vân vân là không. Thiên tử nên biết, đã thấy pháp của bậc cực hỷ là như huyễn, như hóa, như mộng, đã thấy pháp của bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của pháp bậc cực hỷ vân vân là không. Thiên tử nên biết, đã thấy bậc phàm phu là như huyễn, như hóa, như mộng, đã thấy bậc trùng tánh, bậc đệ bát, bậc cụ kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc dĩ biện, bậc độc giác, bậc Bồ Tát, bậc Như Lai là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của bậc phàm phu vân vân là không. Thiên tử nên biết, đã thấy pháp của bậc phàm phu là như huyễn, như hóa, như mộng, Đã thấy pháp của bậc chủng tánh, bậc đệ bát, bậc cụ kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc dĩ biện, bậc độc giác, bậc Bồ Tát, bậc Như Lai là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của pháp bậc phàm phu vân vân là không. Thiên tử nên biết, đã thấy cảnh giới hữu vi là như huyễn, như hóa, như mộng. Đã thấy cảnh giới vô vi là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì tự tánh của cảnh giới hữu vi vân vân là không. Thiên tử nên biết do duyên cớ này, nên tôi nói thế này: hữu tình như huyễn, vì đối tượng như huyễn mà thuyết pháp như huyễn; hữu tình như hóa, vì đối tượng như hóa mà thuyết pháp như hóa; hữu tình như mộng, vì đối tượng như mộng mà thuyết pháp như mộng. Khi ấy chư thiên tử hỏi Thiện Hiện: nay tôn giả chỉ nói cái đã thấy về ngã vân vân, sắc vân vân, cho đến quả vị giác ngộ cao tột là như huyễn, như hóa, như mộng. Cũng vì nói cái đã thấy về niết bàn cứu cánh tịch tịnh vi diệu là như huyễn, như hóa, như mộng chăng? Thiện Hiện đáp: chư thiên tử, ta chẳng những chỉ nói cái đã thấy về ngã vân vân, sắc vân vân cho đến quả vị giác ngộ cao tột là như huyễn, như hóa, như mộng, lại cũng nói cái đã thấy về niết bàn cứu cánh tịch tịnh vi diệu là như huyễn, như hóa, như mộng. Mà thiên tử nên biết, dầu cho có cái đã thấy về pháp niết bàn thủ thắng, thì ta cũng nói là như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì sự huyễn hóa mộng cùng với tất cả pháp cho đến niết bàn đều không hai phần.